Một tuần mới gặp lại các bạn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024. Lúc này đây là khoảng 1 giờ 10 phút, có nghĩa là bên uh, giờ Southern California thì cách đây là khoảng uh, 10 phút đồng hồ thì market đã đóng cửa. Thì ngày hôm nay các bạn đều thấy là ba cái thị trường lớn bên Mỹ đều đi xuống, đó là Nasdaq, uh, uh, Dow Jones và S&P 500. S&P 500 ngày hôm nay xuống là chấm 95 là gần khoảng 1 chấm. Dow Jones là xuống là 1.09 và Nasdaq là 0.84 có nghĩa là gần mà nó 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 tóm lại là cả ba cộng lại thì xuống khoảng là trăm tổng cộng thị trường ngày hôm nay mà tại sao ngày thị trường ngày hôm nay mùng 10 tháng 4 ngày hôm nay lại lại thị trường lại xuống nhiều như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào một cái clip Mỹ lạm phát thất nghiệp nợ và tương lai. Có nghĩa là cái clip này giống như là một cái clip tin tức là mỗi mỗi vài tháng nhiều khi là vài tuần nó có những cái tin tức gì đặc biệt bên Mỹ thì mình cứ gom nó lại để cho các bạn hiểu một chút xíu về vấn đề thị trường chứng khoán với Mỹ chẳng hạn vấn đề kinh tế với nước Mỹ lúc này đang sao vấn đề việc làm bên kia như thế nào để chúng ta có một cách cách nhìn một cách uh, có như là thoáng một chút xíu về cái vấn đề là cuộc sống bên bên nước Mỹ lúc này đây vấn đề kinh tế như thế nào thôi chúng ta cùng vô clip luôn tại sao hôm nay là mọi thứ lại xuống và mọi người lại bán đóng bán tháo như vậy thì thứ nhất thì ngày hôm nay thì cái CPI là Consumer Price Index là cái sự lạm phát của nước Mỹ và lại lại con số này được đưa ra thì tháng tháng 2 đó là 3.1% tháng 2 đó là 3.16 là CPI total nghĩa là tổng cộng mọi thứ cộng lại là nó khoảng là 3.16% uh, Core CPI của tháng uh, 2 đó là 3.76% đúng rồi CPI của tháng uh, Core của tháng 2 là 3.76 nhưng mà tới qua tới tháng 3 đó thì cái CPI nó lại tăng đó là tăng lên tới là 3.47% và cái Core CPI đó thì cũng tăng lên một chút xíu là 3.79% thì như các bạn đều thấy thì người lúc này đây là họ đang cố gắng để chống lạm phát để mà giảm lạm phát và để cho cái quý quý khoảng quý 2, cuối quý, quý hoa, cuối quý, quý 2 đầu quý 3 của năm 2024 này thì ông Jerome Powell cũng thể ông cắt từ lời chẳng hạn. Nhưng mà khi những cái con số này ra thì họ thấy một cách rõ ràng là vấn đề lạm phát nó vẫn uh, có nghĩa là very resistancy có nghĩa là nó vẫn còn cứng cáp quá, nó nghĩa là nó không xuống uh, như những gì mà họ mong đợi. Đó là một trong lý do tại sao mà ngày hôm nay họ cảm thấy lo lắng là có thể cuối quý 2, đầu quý 3 chẳng hạn thì có thể ông John Powell hoặc là Federal Reserve lại lại không có có có, có thể họ sẽ delay có họ sẽ dời lại cái ngày họ giảm tiền lời chẳng hạn hoặc là họ có thể cắt mà cắt rất thấp chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng vấn đề thị trường bên ngoài kia làm ăn buôn bán vấn đề lời lỗ của những công ty bên ngoài kia đó là một trong những lý do tại sao ngày hôm nay cái CPI, cái Consumer Price đặt ra Cái con số nó còn khá cao và nó không theo chiều hướng đi xuống mà nó còn có chiều hướng đi lên một chút Thì làm cho thị trường lo lắng và người ta bán một chút xíu Đó là cái nhất Cái hai là chúng ta coi về vấn đề Unemployment Có nghĩa là thất nghiệp tại nước Mỹ Thất nghiệp của nước Mỹ tháng 2 đó là nó xuống là 3.9% Nhưng mà tháng 3 vừa rồi á, thì nó lại xuống nữa, nó lại từ 3.8 Có nghĩa là công an việc làm tạo ra nhiều hơn À, cái con số mà họ à, họ ước tính có nghĩa là thị trường bên ngoài kia vấn đề làm ăn buôn bán bên ngoài kia rất là còn mạnh à, vấn đề tiêu xài người mỹ bên ngoài kia rất là còn mạnh đó là một lý do làm cho vấn đề à, ngày hôm nay làm cho mọi người hơi hơi hoảng loạn và họ lại bán tống bán tháo này một chút xíu bên ngoài kia để họ giữ lại đồng tiền nhưng mà cái chắc các bạn nếu theo những cái clip của mình vài tháng trời về qua vài năm trời về qua thì chúng ta cũng đã thấy đó là khá bình thường có nghĩa là thị trường gọi là hear the new, sell the new, uh, buy the new vậy đó có nghĩa là có những người bên ngoài kia họ mua bán dựa theo những cái uh, tin tức ngắn gọn đưa ra mỗi tháng chẳng hạn mỗi tuần chẳng hạn mỗi quý chẳng hạn thì cái này đó gọi là short term nên gọi đa số chúng ta dùng những từ ngữ là short term investor đó, là những người uh, đầu tư đường ngắn thì họ dễ bị ảnh hưởng bởi những tin tức này nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thì giờ chúng ta thấy thị trường trên thế giới về chính sự Ukraine và Russia thì vẫn chưa có ngả ngũ là cái nhất. Bên NATO và bên vấn đề, bên Liên Xô là vấn đề xảy ra cũng có có nhiều vấn đề ngoài kia nữa. Rồi giải Gaza, rồi bên Middle East với Israel, thì rồi thêm vấn đề anh China, anh Taiwan và vấn đề bên châu Á của mình. Thì có nó rất nhiều ảnh hưởng về vấn đề bên ngoài kia không chỉ là kinh tế về nước Mỹ mà nó ảnh hưởng rất nhiều cái trên thế giới đang ảnh hưởng tới những vấn đề xảy ra bên nước Mỹ, kinh tế bên nước Mỹ. Nhưng mà hồi xưa đó thì hồi mình cũng đã nói với các bạn rồi, cái vụ pandemic có nghĩa là đại dịch xảy ra nó cách đây cả 100 năm trước đến năm 1920 là cái Spanish flu có nghĩa là cúng Tây Ban Nha là cách đây cả trăm năm trước rồi. Thì 100 năm sau này lại xảy ra một cái đại dịch khá lớn mà ảnh hưởng đến cả thế giới vì đại dịch này nó cũng lại thay đổi diện mạo của cả thế giới nên những ngày tháng vừa qua chúng ta thấy thị trường kinh tế chứng khoán hoặc là vấn đề mà lạm phát này kia bên nước Mỹ nó nó xảy ra khá nhiều vấn đề bên ngoài kia thì đó là chuyện khá bình thường cái đó là trong quá khứ và nó, nó đã xảy ra rồi chứ không phải là một gì mới mẻ cộng thêm năm nay là cái năm mà có thể thay đổi như Democrat và Republican Như là do Joe Biden và Donald Trump và có thể thay đổi một cái cái cách diện mạo cái cách làm việc trong những năm tháng tới của nước Mỹ chẳng hạn thì nó lại làm cái vấn đề kinh tế lại có nhiều vấn đề có thể xảy ra mà khó ai có thể đoán được thì bây giờ chúng ta nói về vấn đề lạm phát, vấn đề việc làm thì chúng ta nói lạm phát chúng ta phải nói về vấn đề energy, nghĩa là oil, oil là xăng dầu xăng dầu nó quyết định nhiều thứ trong vấn đề mà tiền gọi là mặt hàng lắm thì mặt hàng mà sản xuất ra nó cần phải sự di chuyển từ vùng này với vùng kia mà sự di chuyển từ vùng này vùng kia là sẽ đụng tới xăng dầu mà xăng dầu mà nó tăng á thì thế nào cái vấn đề lạm phát nó sẽ khó kiềm chế lại thì từ đầu năm tới giờ dầu xăng dầu nó tăng trưởng ra nó khoảng gì à, khoảng 20% phần trăm year to date có nghĩa là từ đầu năm tới giờ thì giá dầu dầu thô đó nó tăng lên khoảng là 20% mươi phần trăm sau khi chúng ta coi này rồi thì chúng ta đi qua khi thị trường nó biến động như vậy thì chúng ta nhìn vào những gọi là những cái bon cái bon là những cái trái phiếu của chính phủ mỹ tại vì thường thường khi mà thị trường mà nó bị biến động thì đa số với cái khi mà ta giữ tỷ lời nó cao thì đa số những cái trái phiếu những ngày tháng những ngày vừa qua nhất là ngày hôm nay thì lại tăng trưởng khá mạnh tại vì người ta khi ta lo lắng thì người ta sẽ lấy những đồng tiền trong chứng khoán họ lại đẩy qua những cái cân an toàn và vì lẽ đó và vì lẽ đó thì những cân an toàn có nhiều người mua vô thì nó lại đẩy giá trị lên là cái nhất cái thứ hai là lúc này phân lời vẫn là phân uh, uh, của fed fed uh, fed fund rate có nghĩa là cái uh, cái đồng uh, tiền lời cánh bản của nước mỹ lúc này đây là khoảng là 5.25 năm nếu chúng ta nhìn vào cái 30 year t bond có nghĩa là 30 năm uh, trái phiếu của nước mỹ lúc này đây thì nó cho chúng ta lời là 4.573% bảy phần trăm year t bond có nghĩa là 30 năm trái phiếu của treasury thi là treasury bond á, của của nước Mỹ của bộ ngân khố nước Mỹ của 30 năm là 4.573 phần trăm 30 năm uh, 10 năm thi nốt uh, treasury note của nước Mỹ là 4.47 uh, 5 năm thi nốt uh, treasury note của nước Mỹ đang cho phân lời là chúng ta là 4.5 phần trăm và 2 năm thi nốt là 4.87 phần trăm thì các bạn nhìn thấy đó thì bây giờ các bạn thấy thì có nghĩa là vấn đề mà cho chúng ta mượn tiền gọi là tiền lời mà chúng ta bảo đảm 100% được lợi nhuận khi chúng ta gửi cho chính phủ á, thì nó là tới 4 còn nó nghĩa là nó trên dưới 4.5 cho tới gần 5 chấm thì khi 4.5 đến gần 5 chấm thì các bạn thấy rõ ràng là tiền lời của chính phủ bên ngoài kia cho cho người dân rất là cao rất là cao nghĩa là họ vẫn cố gắng hút những đồng tiền bên ngoài thị trường uh, những hút những đồng tiền ra khỏi thị trường để cho cuộc sống nó còn nhiều, mọi người nó làm ăn chậm chạp lại khi mọi người làm ăn chậm chạp lại chúng ta bớt xài đi thì thì vấn đề lạm phát nó được giảm xuống và chúng ta tăng trưởng với cái production thì lúc đó thì nó sẽ là mang lại cái vấn đề lạm phát nó thấp lại như họ mong muốn là khoảng hai phần trăm là hoặc là hai mấy phần trăm nhưng mà nghĩ mang lại hai phần trăm thì đầu năm nay thì cái cuộc họp đầu năm nay cái ông Jerome Powell cách đây một tháng ấy đó thì các bạn đã biết thì ông đoán là cũng phải đến năm 2025 thì may ra mới có 2026 thì may ra mới kéo lại được cái sự lạm phát theo cái vấn đề họ mong muốn nhưng mà dù sao thì đây là những cái con số đang đưa ra vào cái ngày hôm nay đó là những con số mà mọi người bên ngoài kia họ nhìn vào và khi họ nhìn vào thì họ đã đưa ra những cái quyết định mua uh, bán chứng khoán như thế nào và kinh tế trong tương lai như thế nào thì bây giờ chúng ta nhìn xuống cái nợ credit card cái nợ credit card của uh, của người dân Mỹ lúc này đây đã lên tới khoảng là 1.000.1.29 trillion có nghĩa là 1.290 tỷ thì lúc này đây chúng ta có cái chart thì chúng ta thấy rõ ràng cái vấn đề mà nợ nợ credit card của nước Mỹ uh, nó tăng trưởng một cách rất mạnh trong khoảng một năm trời lại đây như mình đã nói khi mà khi vô đại dịch thì chúng ta không xài thì các bạn nhìn thấy cái chart thì bạn đã thấy rõ rồi trước khi đưa đại dịch thì trên dưới khoảng là gì trên dưới là khoảng chấm tám chấm chín khoảng tám trăm ngàn tới chín trăm ngàn tỷ khoảng 800 ngàn, 900 ngàn tỷ Nhưng mà khi vô đại dịch á Thì chúng ta không tiêu xài nữa Thì nó còn còn lại thì nó còn khoảng có 700 ngàn thôi Có nghĩa là khoảng 700 ngàn tỷ mà thôi Nhưng mà khi chúng ta mở thị trường ra Mà chúng ta tiêu xài lại Thì bây giờ nó lại đẩy lên cái vấn đề nợ nần của thẻ tín dụng bên nước Mỹ Là tới là 1.290 tỷ Có nghĩa là nó tăng một cách khá nhiều Khoảng tới 20, 30% so sánh trước khi đại dịch xảy ra thì người Mỹ tiêu xài luôn ở đây khá nhiều trên cái thẻ thẻ, thẻ credit card à, cái thẻ tín dụng cái đó là một cái tín hiệu cũng không hay cho lắm có nghĩa là dễ từ thẻ tín dụng đa số là phân lời nó sẽ khá cao và khi phân lời nó cao thì rất dễ đẩy mọi người dân bên ngoài kia nếu xài quá tay thì dễ vào vì vấn đề đi lục đi liên quỳnh có nghĩa là trả trễ hạn và nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề mà cuộc sống của chúng ta bên ngoài kia đó là do hồi xưa mình đã nói làm gì làm xài gì xài nên rất là cẩn thận vấn đề credit card, uh, coi coi uh, chúng ta xài như thế nào thì nó đó là nếu mà chúng ta quá quá tay á thì có thể nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cá nhân và đời sống riêng tư của chúng ta mà ngoài kia thì bây giờ các bạn đều thấy rõ ràng là thẻ credit card đã tăng nợ lên khá nhiều trong những năm tháng vừa qua rồi chúng ta có chút xíu vấn đề đề dành người Mỹ đề dành người Mỹ năm 2019 nghĩa là trước khi vô đại dịch thì người Mỹ đề dành khoảng là 7.1% trước khi vô đại dịch tháng 4 á, của năm 2020 đó năm 2019 á, thì người dân Mỹ đổ đồng để dành là khoảng 7.1% nhưng mà tháng tư của năm 2020 khi đại dịch đang xảy ra một cách mạnh mẽ đó thì người Mỹ đại dành tới tới 32% có nghĩa là chúng ta là cảm thấy lo lắng lo sợ là chúng ta không dám tiêu xài chúng ta để dành tới tới gì tới 32% mà tới ngày hôm nay là tháng 3 của năm 2024 thì người Mỹ chỉ đại dành là gì? 3.6% khi ra cho những cái con số này thì có thể chúng ra ngoài kia có rất nhiều bạn ở ngoài kia bảo tại vì bây giờ mọi thứ nó đang mắc mỏ quá tiền xài không đủ lấy tiền đâu để dành chẳng hạn nhưng mà mình nghĩ thiết nghĩ mọi người chúng ta đó là quyền quyết định của từng cá nhân à, tiền lương nó đã tăng cách sống và tiêu xài của chúng ta như thế nào bên ngoài kia đó là cách chọn lựa và quyền chọn lựa của riêng tư của mọi người nhưng mà theo ý mình theo tự cá nhân mình thì mình nghĩ luôn luôn chúng ta nên để dành khoảng 10 tới 15% tổng số lương mình chúng ta có. Chúng ta nên để dành mỗi năm khoảng 10 tới 15% trên số lương chúng ta có. Có nhiều cách mà chúng ta để dành lắm. Nếu chúng ta thực sự muốn thì nhiều khi chúng ta sẽ tìm ra lý do để chúng ta làm. Và khi chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm những lý do tại sao chúng ta sẽ không làm. Đó là tùy mình sẽ không pha gọi là lên án hoặc là đưa ra những cái câu gọi là nói mọi người về ai muốn sống sao đó quyền tự do nhưng mà với cá nhân của mình thì mình nghĩ nên chúng ta nên để khoảng 10 tới 15 phần trăm minimum trên cái đồng lương chúng ta có hàng năm để giống như việt nam ông bà mà nói lượng cơm gấp mắm, nhiều khi để dành thì có chuyện gì xảy ra chúng ta có thể sử dụng những đồng tiền đó chẳng hạn. Bây giờ chúng ta nói cái forecast thì đầu năm nay ấy, thì mọi người rất là nhiều những người bên ngoài kia đưa ra cái forecast là cái tương lai của S&P 500 nước Mỹ nó sẽ tăng trưởng làm sao thì người ta đa số thì ai cũng nói nó tăng trưởng dò lắm nó khoảng là 5.000 một hoặc là 5.000 hai là cùng nhưng mà tới nay lúc này đây year to date cứ nghĩa là Uh, mới qua mới quý 1 vừa đầu qua quý 2 thì S&P ngày hôm nay nó khoảng là 5.160 điểm thì cách đây vài bữa thì nó đã lên tới 5.200 mấy mươi điểm thì bây giờ nếu các bạn nhìn lên cái chart á, thì các bạn thấy rõ ràng của những cái sự phán đoán ở ngoài kia của rất nhiều người thì chỗ này đây lúc này đây cao nhất là anh Well Fargo anh Well Fargo anh đoán rằng từ đến cuối năm có nghĩa là S&P 500 sẽ end up có nghĩa là sẽ đúc vào cái điểm là 5.535 điểm có nghĩa là có tăng trưởng lên khoảng là trên dưới khoảng 7 trăm nữa từ cái 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 mục cái mốc ngày hôm nay chẳng hạn là khoảng 7 8 nữa anh j .B. Morgan Chase anh Morgan xin lỗi anh Morgan á thì anh ta cho con số thấp nhất là anh ta nghĩ từ đây cuối năm nó chỉ còn lại có 4 hai nếu mà anh xuống 4 hai thì nghĩa là nó xuống trên dưới là gì cũng càng là gần 20% đúng không? Trên dưới khoảng 15 16% nó đẩy ngược lại. À, cái đó là tùy cái đó là tùy uh, các bạn thấy nếu các bạn nhìn vào á, thì các bạn thấy Bank of America thì đoán là năm ngàn tư Barclay Fund Golden Sachs CD the whole bunch of the, the, the có, có nghĩa là những cái công ty lớn ở ngoài kia có những cái sự là rất là nhiều những người giỏi và những đồng tiền của họ thì họ cũng ra đưa ra những con số nhưng mà các bạn đều thấy đầu năm thì họ đưa ra con số khác và hết quý một thì họ lại đưa ra một con số khác thì đó chúng nói cho chúng ta thấy rằng không ai bên ngoài kia có thể đoán được thị trường nó như thế nào thì đó là một lý do khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải đưa đi đến những bước là tùy theo lứa tuổi của chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta không nghe ai bên ngoài kia cả thì mọi người chúng ta đều có hoàn cảnh và có những lứa tuổi khác nhau và cái cách tiêu xài và cách để dành khác nhau thì chúng ta lựa cơm gắp mắm nghĩa là chúng ta tùy theo hoàn cảnh của mình và đưa ra những quyết định riêng tư cho từng cá nhân bên ngoài kia Uh, hy vọng trong vòng 15 phút vừa qua có đưa cho các bạn những cái tin tức đang xảy ra bên nước Mỹ và tại sao mà họ lại nghĩ rằng uh, tới quý cuối quý, quý 2 đầu quý 3 nghĩa là tháng 5 tháng 6 năm nay uh, có nghĩa là còn khoảng hai tháng nữa thì germ uh, Jerome Powell lại uh, họp lại thì có thể ông ta sẽ không giảm tiền lời nhưng mà nếu ông ta không giảm tiền lời vào khoảng tháng 6 á, thì mình nghĩ nó lại đỏ bạo nữa nhưng mà uh, probability cái phần trăm thì ông ta có thể xuống vào uh, là 25 điểm á, à, hoặc là 1 phần tư điểm 1 phần tư point á có nghĩa là 25 point á à, xin lỗi 1 phần tư 1 phần tư phần trăm có nghĩa là 25 điểm thì cái cái property đó nó khá cao cái phần trăm đó nó sẽ rất khá cao thì hy vọng thì hy vọng à, tháng 6 hy vọng tháng 6 mọi thứ chậm lại một chút xíu à, có nghĩa là thất nghiệp có thể đụng tới 3.9 chẳng hạn à, inflation uh, CPI có thể xuống là 3.1 hoặc là 3 chấm chẳng hạn thì hy vọng tới tháng 6 thì ông ta sẽ thà giảm khoảng là một à, một phần tư điểm một phần tư uh, phần trăm để cho market và mọi người có bình tâm lại một chút xíu vấn đề làm ăn buôn bán với người kia à, một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip mà như mọi lần ở đâu cũng vậy chúng ta cần phải đi làm nuôi sống bản thân mình nuôi sống với người thân yêu của mình đóng góp xây dựng và xã hội nơi chúng ta đang sống và nếu có đầu tư xin đầu tư chứ đừng đầu cơ một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip